Hello, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ. Thì hôm nay trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn một số dòng xe, ví dụ như là mô tô này, thì có Honda CBR 150 này, hoặc là Yamaha R15 V3 này, kèm theo đó là Exciter 150, Exciter 155 MS King và dòng Rider Sideshow và Sonic. Thì anh chị và các bạn nào mua những cái dòng nào thì chịu khó mình tham khảo cái clip nha. Trong hành giới thiệu mình hôm nay thì có ông Kiều sẽ hỗ trợ giới thiệu cho anh chị và bạn đó. Mời Kiều ạ. Hello các bạn, là Kiều đây ha. Cảm ơn các bạn đã click vào video của Kiều nha. Hiện tại là Kiều đang đứng ở cửa hàng xe máy Khải Oanh nha. Địa chỉ là 16/23 Bình Quế A, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương nha. Hôm nay Kiều sẽ báo giá và cái dòng tay con cho anh chị và các bạn ha. Và nhớ là lên cửa hàng thì nhớ nhắn tin cho Kiều để Kiều hỗ trợ từ 500 đến 1 triệu tiền xăng và trong hạ giảm trong cái xe đó nha. Và bạn nào muốn biết thêm dòng xe nào và là biển số ở đâu thì cứ việc nhắn tin vào số Zalo hoặc là gọi điện trực tiếp cho Kiều qua số bên dưới để Kiều hỗ trợ tối đa và tốt nhất nha. Rồi, cái bên Kiều là những cái em mà gọi là tay con mà dạng dòng mô tô nha các bạn. Này R15 nè, CBR này, hiện tại là bên Kiều thực sự là đang xả kho nha các bạn nha. Hiện tại là giá rẻ vô cùng, giảm rất là nhiều so với đợt trước nha. Giá hiện tại của em nè, CBR nè, hiện tại CBR bên Kiều chỉ có giá là 66 triệu thôi nha các bạn nha. 66 triệu đã bao gồm thuế VAT nha. 66 triệu và mua góp đi trước cho bên Kiều khoảng tầm từ 12 tới 15 triệu là góp được rồi các bạn nha. Xả luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Tại vì như là lúc trước thì nó tới 70 mấy triệu nhưng mà hiện tại bên Kiều chỉ còn giá là 66 triệu cho các em này thôi ha. Okay. Rồi. Bản HRC thì nó có bằng không? Dạ, cứ màu xin là đồng giá cho Kiều, trừ khi màu lên 3D mới thêm cho Kiều 1 triệu tới 2 triệu thôi. Dạ đúng rồi. Còn cái bản R15V3 hiện tại xả chỉ còn 65 triệu thôi. Nói chung là cái dòng ô tô này hiện tại bên Kiều đang bán rất là rẻ luôn, xả rất là nhiều luôn ha, nên là anh chị nào nhớ mua thì nhanh tay mua sớm để Kiều hỗ trợ báo giá em rẻ nha. Hôm nay và mua góp cũng đi trước khoảng tầm từ 15 triệu thôi, 12 tới 15 triệu thôi là góp được nha. Thủ tục cũng cực kỳ đơn giản luôn, chỉ cần chứng minh nhân dân nè hoặc là căn cước công dân thôi. Mà nhớ là bạn nào có hộ khẩu nè, bảo hiểm y tế hoặc là bằng lái thì nhớ đem theo để Kiều hỗ trợ cho bạn có lãi suất thấp nhất nha. Rồi. Và cái bên Kiều là những cái dòng mà ad nè các bạn. Mẫu này là mẫu ad 155, mẫu này là mẫu 3D. 3D nha các bạn nha. Màu này hơi bị lạ nha. Dạ đúng rồi. 155 thì nói chung là nó khá nhiều phiên bản, đó là bên Kiều thường thường là Kiều sẽ quay nhanh là ví dụ như là từ 44 cho tới 48 triệu 500 cho tất cả các phiên bản luôn. Và kể cả màu 3D luôn, nên là bạn nào có thích màu nào thì cứ nhấn một clip hoặc là gửi hình vào cho Kiều để Kiều hỗ trợ báo giá thêm cho các bạn nha. Và nhớ ngày nào mua thì nhớ nhắn tin cho Kiều hỏi ngày đó nha, hoặc là lên hỏi giá lại nha, tại vì giá xe nó sẽ dao động nên là Kiều hôm nào là Kiều sẽ báo giá chính xác hôm đó luôn nha. Hôm nay hiện tại em này chỉ có giá là 48 triệu cho cái em này thôi, tại vì cái em này lên từ cái con xanh GB nha các bạn nha. Mẫu này và kèm theo đó là màu 3D nữa thì giá là 48 triệu cho cái em này thôi ha các bạn nha. Rồi. Các bạn mua góp đi chứ khoảng cho bên Kiều khoảng tầm từ 4 tới 5 triệu thôi là có thể góp được rồi nha các bạn nha. Mẫu này là mẫu khách đặt yêu cầu nên là bên Kiều sẽ lên luôn. Và chút nữa khách sẽ lên lấy, nên là khách nào mà muốn đặt lại con này thì nhớ nhắn tin cho Kiều để Kiều đợi lên màu lại nha. Rồi. Rồi. Mở kinh màu đỏ bóng. Dạ đúng rồi, mở kinh hiện tại bên Kiều chỉ có giá là 46 triệu cho mở kinh em này thôi. 46 triệu nha. Và các bạn mua góp đi trước cho bên Kiều khoảng tầm từ 3 tới 4 triệu thôi là có thể góp được rồi cho các em mở kinh màu đỏ nha. Bên Kiều nói chung là cứ màu zin là đầy đủ nha. Còn màu 3D thì bên Kiều sẽ lên một số màu, nên là cứ việc lên màu lên cửa hàng thì cứ việc muốn mua màu nào thì nhắn tin cho Kiều để Kiều hỗ trợ lên màu nha. Rồi. Cái này cũng là mở kinh luôn nhưng mà bên Kiều cũng lên một em xanh luôn nha các bạn nha. Giá chỉ dao động khoảng tầm 47 triệu thôi, cứ lên màu 3D là thêm cho Kiều 1 triệu, còn màu riêng là đồng giá nha các bạn nha. 47 triệu thôi. Mua góp cũng vậy luôn, đưa trước khoảng tầm từ 3 tới 4 triệu thôi là cực kỳ đơn giản. Bây giờ mình mua xe thì nó khá là dễ dàng rồi, mình đưa trước mấy triệu là mình về mình lấy xe về rồi ha. Quá là dễ dàng luôn ha. Còn phiên bản giới hạn nha. Bản giới hạn hiện tại là mẫu này là mẫu Ad Việt Nam nha các bạn. Ad Việt Nam thì hiện tại bên Kiều cũng đang xả kho rất là nhiều luôn. Hiện tại là mẫu này chỉ có 42 triệu thôi. Có đủ màu không? Dạ đủ màu luôn. Kể cả màu ở đây này, ở kho nữa nha. Nên là thích màu nào thì nhắn tin cho Kiều mẫu này nè. 42 triệu cho cái màu riêng thôi ha. Okay. Quá là rẻ luôn. Và các bạn đưa góp thì đưa trước cho bên Kiều khoảng tầm 3 triệu thôi. Mẫu này là Kiều nói trước chứ các bạn, là mẫu này là mẫu 3D nha các bạn nha. Tại vì cái xanh GB của Ad150 Việt Nam nó đã bỏ mẫu rất là lâu rồi. Mẫu này là có nhiều khách hàng người ta yêu cầu, người ta thích màu này, nên là người ta yêu cầu để như người ta thấy hoặc là người ta lên mua luôn, là bên Kiều sẽ sơn 3D cho y chang cái màu luôn nha các bạn nha. Nhưng mà một cái đặc biệt ở đây á, sơn 3D nhưng mà lại tem là tem zin. Dạ đúng đấy. Rồi, tem thì bên Kiều đặt nói chung là chỉ có màu sơn là sơn 3D, nhưng mà sơn 3D thì bên Kiều vẫn bảo hành cho các bạn 2 năm nha các bạn nha. Ok. Nhà mẫu này thì dao động khoảng tầm từ 43 triệu thôi, tại vì màu sơn á các bạn thêm 1 triệu cho Kiều là được nha. Rồi. Cái bên Kiều là một ad mẫu của 2023, màu này là gọi là màu xám xanh nha các bạn nha, xám xanh, một trong những màu của 2023 nha các bạn nha. Mẫu này thì cứ màu zin là đồng giá cho bên Kiều là được rồi, khoảng tầm từ 42 triệu là được nha các bạn nha. Mẫu này và bao gồm nó sẽ đường viền, năm nay nó sẽ là có đường viền màu xanh luôn các bạn nha, nhìn rất là hợp với xe luôn nha. Màu này. Và cái bên là một em xanh lính nè, bên Kiều cũng có xanh lính luôn. Mẫu này thì cái nhiều màu ở nhiều chỗ nó không có, nên là có nhiều khách hàng ở xa lên á cứ lấy màu, hết màu là vô chọn thôi ha, tại vì cái nhiều chỗ thì nó vẫn không có.
Con này là áo xanh lính nha, cũng giá là 42 triệu luôn. Cô góp thì đưa trước cho bên Kiều khoảng tầm từ 3 triệu là góp được rồi ha. Thủ tục cũng cực kỳ đơn giản luôn ha. Rồi, cái bên Kiều là một em mở kinh, mẫu này là mẫu của 2023 luôn. Bạn mẫu này là mẫu xanh ngọc. Nói chung là mỗi khi mà ra cái màu này cũng thực sự là bán rất là đẹp luôn, bữa cửa bán rất là nhiều luôn rồi nha. Mẫu này hiện tại em này cũng đồng giá là 46 triệu cho cái em này thôi ha, bao gồm cặp mâm là cặp mâm xanh luôn nha các bạn nha, nên không cần phải độ màu hay gì hết luôn, mâm là mâm có sẵn, mâm zin luôn nha các bạn nha. Mua góp thì có đưa trước khoảng tầm từ 3 tới 4 triệu thôi là lấy xe về rồi ha, cực kỳ đơn giản luôn. Một bạn màu xám xi măng, màu này là 155 best seller luôn. Dạ đúng rồi, mẫu này là mưa làm gió trong cái năm, trong cái năm này rất là nhiều luôn ha các bạn này. Mẫu này là mẫu xám xi măng của kỷ niệm 60 năm nha các bạn nha. Mẫu này thì các Kiều nói là mẫu này hiện tại bên Kiều nói chung là hãng nó đã bỏ mẫu rồi, bên Kiều hiện tại chỉ còn từ 5 tới 6 chiếc thôi, 5 tới 6 chiếc cuối cùng là màu zin nha các bạn. Mẫu này hiện tại là giá như 48.500 cho các em này thôi nha, nên là bạn nào muốn mua màu này mà màu zin thì tranh thầy nhanh tay mua trước nha, chứ để vài bữa nó hết màu là không còn màu để lên là sẽ lên 3D đó nha. Rồi, cái bên Kiều cũng là một em 3D luôn, bản này thì lên từ cái em cao cấp luôn nha các bạn nha. Hiện tại mẫu này là giá là 46.500 cho cái em này thôi. Mẫu này là mẫu 3D luôn. Nè. Thì dòng những cái dòng ad 155 thì các bạn cũng đưa trước cho bên Kiều khoảng tầm từ 3 tới 4 triệu là góp được rồi ha. Nói chung là cũng cực kỳ đơn giản luôn. Nè. Màu thì bên Kiều có rất là nhiều màu luôn nha các bạn. Còn xanh GB, xanh GB bên Kiều là 155, là mẫu này là màu zin nha các bạn nha. Mẫu này bên Kiều vẫn còn hàng nha, nó còn độ cũng tầm có 2 3 chiếc gì đó. Mẫu này nè, giá là 47 triệu cho các em này. 47 triệu nha. Nè, thấy không, màu thì bên Kiều có đầy đủ này, mảng này cũng là 48.500 luôn cho các em này ha. Này nè, anh quay đây nè, có rồi, cái em này của Trắng Ngọc Trinh của mẫu 2023 nha các bạn. Mẫu này hiện tại bên Kiều chỉ có giá 48 triệu luôn, một trong những cái màu của năm 2023 ha. Mẫu này kêu bằng Trắng Ngọc Trinh, trắng ngọc trai bao gồm trắng kem xanh này các bạn nha, tem xanh, tem của nó là xem màu xanh luôn, và bánh của nó cũng là xem gắn tem xanh luôn, giá cũng 48.500 luôn ha. Nói chung là đợt này xả kho rất là nhiều luôn ha, nên anh chị nào muốn mua thì tranh thủ mua sớm nếu cái bên Kiều làm những số sớm nha. Nè. Rồi, có một em mở kinh đó các bạn, mở kinh của 2023, mẫu này là màu đỏ xám. Đỏ xám đen. Dạ đúng rồi, bao gồm tem nó sẽ là tem trắng luôn nha các bạn nha. Thì nó thiết kế cũng y chang vậy thôi nhưng mà nó thiết kế lại màu thôi cho các bạn nha. Mẫu này cũng là 46 triệu luôn nha. Dạ đúng rồi. Còn ví dụ như xe thì bên Kiều có rất là nhiều luôn, nên là anh chị nào muốn mua bản nào thì cứ việc nhắn tin cho Kiều để Kiều hỗ trợ bao giá biển đó nha, tại vì có nhiều cái xe mà có nhiều phiên bản lắm. Nè, ad 155 phiên bản 60 năm nè, màu xám nè. Nói chung là ad 150 thì bên Kiều hiện tại sẽ dao động khoảng tầm từ 44 triệu cho tới 48.500 cho các bản từ bản tiêu chuẩn tới bản 60 năm mà bản mới luôn nha. Rồi, rất là nhiều màu luôn. Rồi, bản 60 năm thì giá cũng vậy. Dạ. 60 năm hiện tại mẫu này là cũng giá là 48.500 luôn cho cái em này nha. Áo. Mẫu này. Nha, mẫu này. Rồi, ad 155. Mẫu này là mẫu xanh GB nha, mẫu này mẫu mới. Nào, mẫu này là xanh GB, mẫu cũ thì sẽ có, nó sẽ bóng hết luôn, còn mẫu mới này nó sẽ có vừa xanh vừa nhám này, vừa bóng vừa nhám, các bạn thấy không? Mẫu này hiện tại bên Kiều cũng có giá là 48.500 luôn nha. Rồi, Kiều sẽ báo thêm một số cái dòng mà Raider Sachi nha. Raider hiện tại những cái màu zin như thế này nè. Mẫu cái này là mẫu đỏ nhám, màu này màu zin nha các bạn. Màu zin thì hiện tại bên Kiều chỉ có giá là 46 triệu thôi, mà mua góp đưa trước cái bên Kiều khoảng tầm từ 4 tới 5 triệu thôi là góp được rồi các bạn nha. Raider mẫu này. Rồi, ok. Yeah. Thì đó là giá xe, anh em nào mua những cái dòng nào thì chịu khó mình nhắn tin qua Zalo cho Kiều để mà Kiều hỗ trợ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.